Nhà máy sữa Nghệ An và trang trại bò sữa Nghệ An của công ty cổ phần Vinamilk là hai đơn vị đầu tiên được các tổ chức đánh giá độc lập của quốc tế trao chứng nhận đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060. Đây là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình tiên phong của doanh nghiệp Việt Nam về phát triển bền vững và hướng tới thực hiện cam kết của chính phủ Việt Nam về việc đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Nhà máy sữa Vinamilk tại Nghệ An, chất thải, nước thải qua hệ thống xử lý bằng công nghệ đốt khí mê tan để giảm khí thải nhà kính. Kết quả, nước thải ra được đưa vào hồ sinh học để nuôi cá koi. Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống chiếu sáng ở đây được sử dụng năng lượng mặt trời. Điều này giúp cho tổng lượng phát khí thải nhà kính tại nhà máy trong một năm qua đã trung hòa là 17.560 tấn CO2, tương đương với 1,7 triệu cây xanh. Thì chúng tôi phải duy trì, chăm sóc nó để đảm bảo rằng là những cái cánh rừng đấy nó hấp thụ được những cái carbon để bù cho những cái phát thải trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinamilk. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phải bắt đầu tìm kiếm những cái giải pháp tiết kiệm năng lượng hơn, sử dụng những cái nguồn năng lượng tái tạo khác nữa. Theo lộ trình, Vinamilk sẽ tiếp tục cắt giảm 15% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2027, cắt giảm và trung hòa 55% lượng phát thải vào năm 2035 và tiến đến mục tiêu phát thải ròng bằng không. Cho tới thời điểm hiện nay thì chỉ có nhà máy của mình ở đây thì được BSI kiểm tra thẩm định để chứng minh trung hòa carbon, thì xem như là nhà máy là đơn vị đầu tiên mà BSI thẩm tra ở Việt Nam của mình. Từ năm 2012, Vinamilk đã công bố báo cáo phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế để ghi nhận đánh giá một cách chính xác về các thực hành tiên tiến của mình. Đến nay, trong giai đoạn chiến lược 2022-2026, phát triển bền vững đã trở thành một trong bốn mũi nhọn chiến lược của Vinamilk. Cái quá trình doanh nghiệp áp dụng những thực hành kinh doanh có trách nhiệm và bền vững tại doanh nghiệp thì sẽ lan tỏa và có tác động lâu dài trong việc phát triển về kinh tế, môi trường cũng như là xã hội, và từ đó có thể định hình về cái xu hướng tiêu dùng bền vững cho người tiêu dùng cũng như là lan tỏa và nâng cao nhận thức về phát triển bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp. Theo các chuyên gia, việc cắt giảm phát thải khí nhà kính và tiến tới net zero trong ngành sữa là một thách thức, đặc biệt với các trang trại bò sữa có quy mô lớn. Mục tiêu này đòi hỏi việc đầu tư cho các giải pháp công nghệ, chuyển đổi năng lượng xanh, vận dụng kinh tế tuần hoàn một cách toàn diện.